Chiến tranh biên giới Tây Nam, một trận tao ngộ chiến khốc liệt của quân tình nguyện Việt Nam. Mr PT hết kể chuyện lịch sử xin chào các bạn. Chúng tôi xin gửi đến các bạn video được chuyển thể từ bài viết của tác giả Xuân Tùng, bút danh Trung Sĩ, nguyên Trung sĩ D4E2F9. Quân đoàn 4 tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam bảo vệ Tổ quốc và là quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia. Tác giả cuốn hồi ức Chuyện lính Tây Nam. Từ màn chào hỏi của lính Pol Pot cách đây 40 năm có lẽ mấy tháng. Vào khoảng tháng 4, tháng 5 năm 1982, trung đoàn 2 chúng tôi đóng quân ở Esther ứng. Thời gian đó, ban hậu cần sư đoàn 9 có một kho đạn nằm ngay cạnh thị trấn, trong một cái chua phía sau lưng trung đoàn bộ. Gần như để phủ đầu, mới đến ngày thứ ba dừng chân, tụi lính khoa học mơ đỏ tập kích ngay. Lời chào hỏi quá giản dị, chừng 6 trái M79 với vài băng đạn nhọn lét chắc xỉa vào rồi cơm bật ta không bắn lại một phát nào. Duy nhất có một lần như thế rồi im luôn, như thể gây tiếng nổ chỉ để cảnh báo rằng có quân đội Pol Pot đang ở đây. Đó hẳn là bọn địch trong dân. Nhưng đêm đêm, và cả ban ngày nữa ở phía núi Hồng, hướng Tây Bắc đội hình đứng chân của trung đoàn, tiếng pháo, tiếng hỏa lực vọng lại vẫn rền rền. Do lực lượng quá mỏng, Bộ Tư lệnh 719 lúc đó chỉ đủ sức bám giữ, đánh địch quanh địa bàn tỉnh Siêm Diệp ở Campong Thom chỉ có các đội công tác và đoàn chuyên gia quân sự của tỉnh Tiền Giang. Địa bàn này vốn là căn cứ chính của Pol Pot với lực lượng địch khá mạnh. Chúng ngang nhiên đi lại trên lộ số 6 giữa ban ngày và lập hẳn một căn cứ giang thuyền để kiểm soát toàn bộ khu vực bãi biển Hồ. Nhiệm vụ của sư đoàn chín lúc này là phải phá tan căn cứ giang thuyền, đẩy địch lên vùng núi cách càng xa lộ 6 càng tốt. Đồng thời giúp bạn củng cố chính quyền xã ấp, trừng trị địch lũng đoạn ở hai huyện Chi Ca Giang, Siêm Diệp, và huyện Esther ứng, khu phố Thom. Pol Pot đã cử tên Un Un, một tên trùm gián điệp đứng đầu để nắm dân, kích động dân chống lại bộ đội tình nguyện Việt Nam. Trích lịch sử Sư đoàn 9 Vừa kịp dựng xong lán trại. Hầm hào tại vị trí đứng chân mới, tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 5 được lệnh hành quân lung sục bao vây căn cứ giang thuyền biển hồ cái căn cứ mà trung đoàn 3 cùng sở chỉ huy nhẹ Sư đoàn 9 sang trước nhưng phải hủy kế hoạch tấn công do bị lộ vì có gián điệp trong dân báo cho địch nhận lệnh, tiểu đoàn bốn lặng lẽ lên đường trong đêm. Ngày thứ hai không có nước. Rừng cao hơn, thưa hơn, chẳng hứa hẹn điều gì là sắp tới nguồn nước. Các vạch xanh đất đoạn, thể hiện suối cạn một mùa trên bản đồ trang trịt, nhưng khô khốc chờ đáy toàn sỏi cuội cát vàng. Cả tiểu đoàn đã gần như là đi. Đã có một số ý kiến đòi quay lại cái lạch nhỏ nước xanh lè rong rêu phía sau, cách đấy hai ngày hành quân bộ. Có quay lại được thì chưa đến nơi đã chết một ý kiến điên rồ không tưởng. Tiểu đoàn quyết định dừng chân nghỉ đêm tại chỗ trước đây là suối. Một số anh em đào khoét lòng suối kiếm nước trong tuyệt vọng. Họ vừa đào vừa lấy đất còn hơi ẩm áp vào mặt, lem nhem như hề. Các tấm tăng được trải trũng để hứng xương. Một đêm cháy họng nữa dần trôi qua. Tới sáng hôm sau, cái bi đông nhựa đựng nước dài của căn liên lạc với anh lực chính trị viên treo đầu võng đã rỗng không có ai đó khát quá đã uống trộm mất rồi. Nhìn quanh toàn những thăng thất thần, trõm mắt, môi vều tướng, chẳng biết ai lấy. Lệnh hành quân tiếp, ra cả bầy cối nằm im so trên võng. Hỏi sao không dậy chuẩn bị đi. Ra mệt mỏi bảo đằng nào cũng chết khát, nằm đây chết cho khỏe. Chúng mày cứ đi đi, kệ tao. Thì kệ mày, tha cái thân còn chưa xong, khiêng vác gì nổi anh lực dọa nó rồi thúc lính hành quân. Đại đội đi được một quãng đã thấy nó loạn choạng mò bám theo. Đi được nửa cây số nữa gặp cái lạch nhỏ sâu hoắm. Trên mặt lạch lục bình ken dày, xanh ngắt mọc cao thẳng đuột ngang tới thắt lưng. Anh em đặt tên là lạch trời cứu. Mọi người nhào tới nhấc bèo ra. Xăm sắp chỉ khoảng 5 phân nước bùn, đục ngầu do rút dễ bèo. Sống rồi. Lính tiểu đoàn để nghiêng chén bát, ca inox hớt nước trên mặt bùn. Một số trải tăng vào những chỗ trũng, gạt bùn bám ở rễ lục bình rồi vắt dễ lấy nước. Sáng kiến này có vẻ khả thi vì nước lấy được trong hơn. Lạch nhỏ, chưa chen xuống được, những người chờ trên bờ vặn thân bèo lính đang lấy nước ném lên, nhai rau ráo hít nước như voi hít bã mía. Một lát uống đủ, các bi đông cũng tràn đầy. Mấy ông lo xa, còn cắt cả thân lục bình, bó thành bó gùi theo, trong đời không có thứ nước nào ngon bằng cái thứ nước dễ bèo lờ lờ hôm ấy. Mặc dù uống xong thì chỉ muốn gây sự chửi nhau với ai đó vì nó ngứa mồm quá thể. Tới trận tạo ngộ chiến có 102. Lại đi tiếp. Trinh sát cùng đại đội một đi đầu. Vẫn dừng thưa xe lẫn chảng. Qua một cái chảng con, vừa tiếp bìa rừng thì có tiếng chạm lá loạt xoạt. Một đơn vị dài răng rạc. quân phục xanh gì đang hành quân qua mũi trinh sát tiểu đoàn, cách có vài chục thước. Đơn vị nào ngon vậy ta? Đội quân kia cũng nhìn sang bên này, bỗng giật mình tháo súng. Địch rồi. Nhanh hơn một khoảnh khắc, khẩu M79 của anh Sơn, trung đội trưởng trinh sát đã kéo bóc oanh một trái phủ đầu. toán linh trung đội một cũng kịp lia túi bụi mấy luật ạc. Địch bị đánh đúng khúc giữa, chạy giạt sang hai bên, bỏ lại cả một thùng đại liên đầy mật ong chắc vừa lấy trong rừng. Sau phút đầu bị choáng, chúng bắt đầu quay lại nổ súng rát. Trung đội 1 và trinh sát bây giờ rơi vào thế bất lợi, nằm chết dí giữa hai làn đạn trên tràng trống. Anh Yên hô anh em xung phong bám lấy bìa cụm cây dầu lông trước mặt. Chỗ này gần địch hơn nhưng nhiều vật che khuất. Cuối cùng, phần lớn B1 và trung đội trinh sát cũng bám được vào bìa rừng. Ban chỉ huy đại đội kịp lùi về khoảng rừng cạp bé tràng sau. Phụng thông tin hai uôn trung đội tôi khoác máy chạy theo nhưng không kịp, bị đạn nhọn té sấp giữa tràng. Thịnh đen Hà Nội lính C4 vác cái chân cối 82mm nằm gần trung đội một hơn nhưng cũng nhấp nhổm muốn bỏ lui. Nó sợ khẩu đội cối 82 không có chân không bắn được. Anh Sơn lúc này đã bị thương lần thứ hai, quắt nó, anh em không được bỏ chạy, bỏ lên đây. Có chết thì anh em mình cũng chết tại đây. Anh ấy vẫy tay gọi nó truyền lên cho gần, nhưng chẳng hiểu sao, thịnh đen lại vùng lên, vác chân cối chạy trở lui, đạn nhọn địch lại rồ lên một viên bắn vỡ gót làm nó quỵ xuống. Nó hăng lên, trườn như con thằn lằn về cuối chảng. Từ đó làm bia sống bắn tập cho bọn địch đang núp sau cái ụ mối bìa bên kia. Bò được chục bét thì nằm luôn bất động. Xạ thủ B-40 đặc cũng đang bị kẹt giữa chảng. Thấy vậy thổi quả B-40 vào ụ mối rồi vùng chạy được lên hướng trung đội 1. Quả đạn không trúng đích nhưng nổ sát sườn làm bọn địch trờn, lùi lại vì biết lộ mục tiêu. Từ đó, top anh yên anh Sơn và trung đội trinh sát bị cắt rời khỏi đội hình tiểu đoàn. Cuối 82 đại đội 4 bắt đầu tong, tong. Hỏa lực lên tiếng đã khích động tinh thần anh em lên nhiều. Đại đội 2 Phần còn lại của đại đội 1 bắt đầu tổ chức xung phong bám bìa rừng lên cứu bồ. Gần như có bao nhiêu hỏa lực, bọn địch dồn vào cả trung đội 1 và tốt trinh sát tiểu đoàn 4 đang nằm ngáng ngang đội hình chúng nó. Nhưng vẫn nghe tiếng bờ 79 của anh Sơn, tiếng trung liên của thằng đang kéo đều. B40 của thằng đặc đã nổ đến trái thứ tư, còn hai trái nữa là hết đạn. Nghe mà xót ruột, cụm địch bên phải bắt đầu lùi dần. Cuối 82 đã phải nâng tầm. Cuối cùng, bọn bên trái cũng chạy nốt. Tiểu đoàn đánh lên đến nơi, anh Yên đã hy sinh. Anh Sơn B trưởng trinh sát bị B40 tiện mất một giò. Thằng đặc cháy mông do nằm xuôi bắn B.40 cứu thẳng thịnh không để ý góc an toàn mister pt hết kể chuyện lịch sử xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn